Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ngày 27 tháng 2, chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Cao Thị Huyền Trân đã đến thăm chúc mừng y bác sĩ và nhân viên y tế tại một số trạm y tế trên địa bàn thành phố. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng đoàn đã đến thăm chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại các trạm y tế phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả cũng như đánh giá cao nỗ lực của các trạm y tế trong công tác phòng chống COVID-19 thời gian qua, nhất là đã đảm bảo điều trị F0 tại nhà từ Tết Nguyên đán đến nay. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao như hiện nay, lãnh đạo thành phố đề nghị đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tại các trạm y tế tiếp tục phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đảm bảo vận hành hiệu quả các trạm y tế lưu động để theo dõi điều trị F0 tại nhà. Thành phố hiện rất quan tâm và sẽ sớm có thêm chính sách hỗ trợ cho lực lượng y tế tham gia phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục nhân nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất tại tuyến y tế cơ sở, đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như thực hiện công tác phòng chống COVID-19.